Thưa quý vị, không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đã tràn sâu xuống nhiều tỉnh ở miền Bắc. Mưa tuyết lần đầu tiên đã xuất hiện ở đỉnh Phan Lào Cai vào chiều qua và những bông tuyết thì to rơi xuống trong vòng 2 phút. Mưa tuyết vẫn có khả năng cao xảy ra ở Phan cũng như là một số đỉnh núi khác của Bắc Bộ như là Y Tý của Lào Cai, Mẫu Sơn của Lạng Sơn hay là Phía Oác của Cao Bằng. Đêm nay và ngày mai, nguy cơ cao xảy ra băng giá. Dự báo chiều nay ở khu vực vùng núi cao trời chuyển khô ráo nhưng nhiệt độ vẫn thấp dưới 0 độ C. Còn tại miền Trung do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày và đêm nay, khu vực từ Quảng Trị cho đến Bình Định tiếp tục có mưa lớn, trong đó ở Quảng Nam, Quảng Ngãi có thể vẫn còn mưa trên 100 mm và có nơi là trên 200 mm, nguy cơ xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, sạt lở vùng núi là rất cao.